chào anh em hội nha, cũng như là anh chị em toàn quốc. Thì rất là nhiều anh em yêu cầu mình làm một cái clip dàn cảnh cúp xe đó, để phát huy cái chìa khóa Smart Key cộng với cái bộ chìa khóa cúp xe Pitex. Thì hôm nay mình sẽ đáp ứng cái yêu cầu đó cũng như là nguyện vọng của rất nhiều anh em. Thì mình sẽ nhờ một cái ekip dàn dựng cho mình một cái tình huống. Thứ nhất là tình huống cướp xe mà nó không cần chìa khóa Smart Key. Cái thứ hai là tình huống thứ hai là dàn cảnh cướp xe và nó đòi lấy luôn cái chìa khóa Smart Key. Như vậy thì hai tình huống đưa ra như vậy thì liệu chiếc xe của anh em nó có bị nó lấy đi một cách chót lọt hay không, hay là xe chúng ta sẽ bị hú còi cũng như là bị cảnh giác để nó từ bỏ chiếc xe chúng ta, và chỉ còn cách là nó bỏ xe chúng ta và nó chạy bộ và cũng có được những cái sự hỗ trợ của người dùng nha. Vậy thì tình huống thứ nhất thì anh em theo dõi là tình huống nó ép mình vô, nó lấy chiếc xe và nó quên lấy chìa khóa Smart Key đó. Thì đó là tình huống thứ nhất. Và tình huống thứ hai là nó ép mình vô và nó lấy luôn cả chìa khóa Smart Key. Thì với nó biết rằng là SH thì thường là có trang bị chìa khóa Smart Key, cho nên là nó lấy luôn cái chìa khóa Smart Key cho nó chót lọt. Nhưng mà tình huống đưa ra như vậy đó thì anh em xem trong clip cụ thể sẽ như thế nào ha anh em ha. Rồi, tình huống thứ nhất là tình huống lấy xe không có chìa khóa Smart Key. Tình huống thứ nhất là tình huống lấy xe không có lấy chìa khóa Smart Key. Nó quên lấy chìa khóa Smart Key nha các bạn. Tình huống thứ hai là tình huống lấy xe và ép lấy luôn chìa khóa Smart Key. Vỗ tay.